Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ít nhất 39 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích, 100.000 người mất nhà cửa vì lũ lụt do mưa lớn kéo dài tại Liêu Ninh, Cát Lâm hoặc Long Giang. Chính quyền tỉnh Liêu Ninh, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất cho biết, con sông lớn tại Lăng Hà đã bị vỡ đê. Nước lũ tràn ngập thủ phủ Thẩm Dương làm hơn 500 người mất tích. Theo các nhân viên cứu hộ, những thị trấn nằm bên con sông Đại Lăng Hà đã hoàn toàn bị biến mất khỏi bản đồ. Còn tại Cát Lâm có 13 người thiệt mạng, nước sông dâng cao tràn ngập nhiều thành phố. Nước lũ đã cuốn trôi hơn 40.000 nhà cửa, phá hủy nhiều cây cầu, đường xá và hệ thống đường dây điện tại 22 thành phố. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã triệu tập cuộc họp nội khẩn cấp để khắc phục thảm họa, tuyên bố chính phủ sẽ thành lập một quỹ cứu trợ để hỗ trợ người bị mất nhà cửa do bão lũ. Trong khi đó, tại miền Nam của Trung Quốc, mưa lớn cũng đã kéo dài hơn một tuần qua, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực miền Nam của nước này, làm ít nhất 199 người thiệt mạng, 123 người mất tích và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Tính đến chiều thứ hai tuần này, đã có 393.000 ngôi nhà bị hư hại, 144.000 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và gần 1,36 triệu hecta hoa màu bị mất trắng. Theo dự báo, mưa lớn còn tiếp tục ở một số tỉnh như Phúc Kiến, Chiết Giang và Giang Tây. Thưa quý vị, ít nhất có 8 người chết và 9 người bị mất tích sau khi một khách sạn ở Tô Châu của Trung Quốc bị đổ sập đầu tuần này. Giới chức thành phố Tô Châu phía đông của Trung Quốc cho biết, khách sạn CZ Kai Yuan bất ngờ đổ sập vào chiều hôm thứ Ba. Tại thời điểm đó, chủ yếu người trong khách sạn là khách thuê phòng, tổng cộng 23 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát, trong đó 6 người được cứu sống, 8 người đã thiệt mạng và 9 người còn mất tích. Mưa lớn dữ dội ở một huyện thuộc tỉnh Chiết Giang trong nhiều ngày qua đã gây ra trận lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi nhà cửa và làm nhiều người bị mất tích. Theo Sputnik, khoảng 20 người đã mất tích sau một trận lở đất dữ dội xảy ra tại thành phố Hàng Châu hôm nay. Vụ việc xảy ra vào 10 giờ sáng theo giờ địa phương, khiến 10 ngôi nhà bị hư hại. Theo hãng tin CCTV cho hay, nguyên nhân dẫn tới lở đất là do mưa lớn ở khu vực duyên hải dọc biển Hoa Đông của Trung Quốc trong nhiều ngày qua. Đoạn video đã đăng lên mạng cho thấy lượng đất và bùn đổ mạnh xuống cuốn trôi nhiều ngôi nhà vỡ nát trên một sườn đồi. Cùng với nhiều xe ô tô, nhiều người bỏ chạy toán loạn khi trận lở đất ập xuống sau lưng, cột điện bị kéo đổ hàng loạt và một số đã phát nổ. Trong video có tiếng một phụ nữ thảng thốt kêu lên khi lở đất ập xuống một khu dân cư. Đáng sợ quá! Đội ngũ cứu hộ đã nhanh chóng mở chiến dịch tìm kiếm người bị mất tích tại khu vực. Chính quyền tỉnh cũng kêu gọi sự hỗ trợ của lực lượng phòng chống cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc. Bảo tàng nghệ thuật thành phố đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà tạm cho các nạn nhân của vụ lở đất. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã mở một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về thảm họa tự nhiên này. Kính thưa quý vị, trong 48 giờ qua, Shizuoka hứng chịu lượng mưa 300 mm, tương đương với lượng mưa trung bình của cả tháng ở khu vực này vào tháng này. Hơn 600 nhân viên cứu hộ cùng với 120 phương tiện cứu hộ đã được điều động để triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ. Lực lượng cứu hộ dùng cần cẩu, thang máy, cắt kim loại, chó nghiệp vụ để tìm kiếm người còn sống sót. Khách sạn CC Kai Yuan mở cửa từ năm 2018 với 54 phòng, cùng với hội trường lớn, các phòng hội thảo. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến khách sạn này bị sập, nhưng vụ sập hạ tầng không phải hiếm ở Trung Quốc. Năm ngoái, một khách sạn 5 tầng dùng để cách ly người có liên quan đến COVID-19 ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến cũng đã bị đổ sập. Giới chức điều tra sau đó cáo buộc 23 đối tượng đã có hành vi thay đổi kết cấu xây dựng của tòa nhà. Các thành viên chịu trách nhiệm thẩm định công trình đã thông đồng với chủ khách sạn để đưa ra báo cáo sai lệch về tòa nhà. Kính thưa quý vị khán giả, hơn 50.000 người ở 100 ngôi làng miền Trung của Trung Quốc hôm nay đã buộc phải sơ tán sau một con đập ở đây đã bị vỡ do mưa lớn dài ngày. Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết, con đập ở Hồ Văn Dương đã bị vỡ vào rạng sáng ngày hôm nay, làm ngập khoảng 100 ngôi làng xung quanh và tuyến đường cao tốc chính ở trong khu vực. Ước tính có khoảng 54.000 người thuộc 12 hộ gia đình đã buộc phải sơ tán để tránh lũ. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong, nhưng hàng nghìn người đã được tập kết ở các điểm tạm trú. Một quan chức địa phương cho biết với AFP, chúng tôi chưa có dữ liệu chính xác về số nạn nhân, nhưng nước lũ đã làm ngập các ngôi làng với khoảng 50.000 người sinh sống. Quân đội Trung Quốc đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân ở vùng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ vỡ đập được cho là mưa lớn dài ngày cho khu vực. Tháng trước, một con đập thủy điện ở Lào cũng đã bị vỡ, khi ít nhất 35 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Thưa quý vị, tuần qua, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra gần thành phố Hailian, cách thủ đô Đài Bắc của Đài Loan Trung Quốc 135 km, khiến 14 người bị thương, nhưng không có cảnh báo về sóng thần. Cục phòng cháy Đài Bắc cho biết toàn bộ những người trên chỉ bị thương nhẹ, trong đó có 13 người bị ốm do hít phải khí đốt rò rỉ từ một khách sạn. Số nạn nhân còn lại bị thương do mảnh vỡ từ trần nhà rơi xuống. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo tâm chấn nằm ở độ sâu 45 km ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan, cách Hualien 45 km. Đài truyền hình địa phương cho biết các tòa nhà tại Đài Bắc đã bị rung chuyển trong nhiều giây sau khi động đất xảy ra. Dịch vụ đường sắt cao tốc và tàu điện ngầm ở Đài Loan cũng đã tạm dừng hoạt động. Động đất thường xảy ra tại Đài Loan song phần lớn ở mức độ nhỏ.
Tuy nhiên, trận động đất 7,6 độ Richter ở miền trung của Đài Loan năm 1999 đã làm hơn 2.300 người thiệt mạng. Thưa quý vị, động đất tại Trung Quốc rất khác thường. Thay vì xuất hiện ở vị trí giao nhau của hai mảng kiến tạo như các trận động đất lớn trong năm, cơn địa chấn tại Trung Quốc hôm qua lại xảy ra bên trong một mảng kiến tạo. Trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter đã xảy ra ở huyện Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải vào lúc 7 giờ 49 phút hôm thứ Tư theo giờ địa phương. Khu vực hứng chịu động đất là một phần của cao nguyên Tây Tạng, nơi cách mực nước biển hơn 5 km. Livet CNC cho biết, cao nguyên Tây Tạng cùng với dãy núi Himalaya được tạo ra từ 50 triệu năm trước khi một phần tiểu lục Ấn Độ bắt đầu chạm vào lục địa Á-Âu. Nhưng điều kiện khác thường là trận động đất hôm qua không xảy ra tại vị trí gặp nhau của hai mảng kiến tạo này. Thay vào đó, nó xảy ra ở ngay giữa cao nguyên Tây Tạng. Đây là kết luận của Sandy Brawin, chuyên gia địa vật lý của Trung tâm Thông tin Động đất Quốc gia của Mỹ. Trận động đất đẫm máu nhất trong lịch sử của loài người xảy ra tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc vào năm 1556 và giết chết 830.000 người, cũng xảy ra bên trong mảng kiến tạo. Cao nguyên Tây Tạng đang tiếp tục được nâng lên bởi chính quá trình tạo ra nó, đồng thời cũng bị ép và kéo bởi nhiều lực khác. Những lúc đó tạo ra nhiều đường phay, hay còn gọi là đường đứt đoạn trên cao nguyên. Giới khoa học chưa xác định được đường phay nào trong trận động đất hôm qua. Brawin cho rằng đó có thể là một đường phay nông, hai phía của đường phay di chuyển ngược chiều nhau, giải phóng một năng lượng cực lớn. Dù trận động đất tại Thanh Hải hoàn toàn khác với những cơn địa chấn tại Haiti và Chile, các dấu hiệu của chúng vẫn giống nhau. Tất cả những trận động đất đều có một đặc điểm chung về mặt địa chất. Chúng tạo ra những sóng hình chữ B mà các máy đo rung chấn có thể phát hiện. Sau đó, sóng hình chữ S xuất hiện. Khoảng thời gian giữa sóng B và sóng S cho phép các chuyên gia địa chất xác định vị trí của trận động đất. Brawin giải thích. Brawin nói, khu vực bị động đất tại Thanh Hải vẫn hứng chịu nhiều dư chấn kể từ hôm qua tới nay. Những dư chấn này có cường độ từ 4,8 tới 5,8 độ Richter. Số lượng và cường độ của dư chấn sẽ giảm dần theo thời gian. Thưa quý vị khán giả, lốc xoáy tràn qua một nửa đất nước tỷ dân khiến 45 người chết. Ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong trận bão kèm theo hàng chục cơn lốc xoáy, được coi là tệ hại nhất từng ập vào Trung Quốc đại lục trong suốt hơn 2 thập niên qua, gây ảnh hưởng đến hơn một nửa lãnh thổ của nước này, trong đó phía Bắc của Trung Quốc chịu hậu quả nặng nề nhất. Các cơn lốc xoáy đã bắt đầu ập xuống thủ đô Bắc Kinh hôm thứ Tư và quét qua các tỉnh Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ và Nội Mông. Trước khi tiến tới Liêu Ninh, đã xảy ra khoảng 240 trận lốc xoáy. Tỉnh bị tác động nặng nề nhất là Bắc Liêu Ninh. Tin cho hay có hơn 60 cơn lốc xảy ra tại đây. Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành tại nơi này và tại Thiên Tân. Các quan chức địa phương hôm qua cho biết số người tử vong tiếp tục tăng. Trong hệ thống thời tiết dông bão trong 3 ngày qua, gây ra những cơn lốc xoáy và mưa lũ trên khắp các bang ở Trung Bộ và Nam Bộ của Trung Quốc. Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy khắp 7 tỉnh, cây cối, đường dây điện bị phá sập. Trong số các nạn nhân, nhiều người sinh sống trong các căn nhà tiền chế, lưu động ở phía Bắc của Trung Quốc, các nơi toán cấp cứu đang tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều nạn nhân khác. Riêng ở Thiểm Tây, các nhà chức trách tỉnh này hôm qua xác nhận bão lốc đã kéo phăng các căn nhà di động hàng nửa cây số. Số người thiệt mạng tại đây cho đến hôm qua xác định là được 7 người. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiểm Tây Liu Guo Ông Si Hồng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tại Thiên Tân, bão làm bật nhiều gốc cây đè lên các đường dây điện, phá sập nhiều mái nhà và lật tung một số xe tải lớn trên các xa lộ. Trong 2 ngày qua đã thống kê được rất nhiều người thiệt mạng ở Thiên Tân và Hà Bắc. Có nhiều nhà cửa và ngay cả một nhà máy cũng đã bị bão làm hư hại nặng. Lu Ze, chủ nhân của nhà máy cho hay, phải tốn nhiều triệu đô la mới có thể tái thiết lại. Nhà máy này vốn sản xuất các loại xe tải lớn. Cơ quan khí tượng quốc gia khi đó cảnh báo, trận bão này có thể lan sang các tỉnh Hồ Bắc. Ngoài ra, một trận bão khác đang hình thành và ảnh hưởng đến các tỉnh Sơn Đông, Sơn Tây và Cam Túc. Vâng, thưa quý vị, ngoài mưa lớn ở miền Trung và miền Nam của Đài Loan, một số tỉnh miền Nam của Trung Quốc gần đây cũng hứng chịu lượng mưa lớn. Số người chết và người mất tích là 2 người, gần 700.000 người bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 530 triệu nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ập đến tỉnh Hồ Nam vào sáng thứ Bảy, lượng mưa hơn 200mm trong 3 giờ, hơn 70 huyện bị ảnh hưởng, khiến 2 người chết và 2 người mất tích, hơn 360.000 người bị ảnh hưởng. Mưa xối xả cũng đã xảy ra tại thành phố Khai Lý, tỉnh Quý Châu, gây ra sạt lở đất làm 3 người chết, 6 người bị thương, ảnh hưởng đến hơn 30.000 người dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương án sơ tán khẩn cấp những người bị nạn. Gần 300.000 người cũng bị ảnh hưởng ở Giang Tây. Cục khí tượng Đại Lục dự đoán rằng vẫn sẽ có mưa lớn ở khu vực phía Nam của Đại Lục trong 2 ngày tới. Kể từ đầu mùa lũ tại Trung Quốc, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, các tỉnh, thành phố khác đã hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Hơn 7 triệu người đã bị ảnh hưởng. Theo thống kê chính thức, 154 người đã thiệt mạng, nhiều nơi đã xảy ra lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa, nạn nhân tiết lộ còn nhiều người bị mất tích, cơ hội sống sót mong manh và số người chết thực sự sẽ còn tăng lên. Trận lũ lụt thảm khốc xảy ra ở huyện Quang Mô, Quý Châu, lở đất ở thị trấn Đai Diền và thị trấn Đai Y rất nghiêm trọng, lở đất gần như san phẳng hai nơi này. Ông Ti An ở thị trấn Đai Yền, huyện Quang Mô, tỉnh Quý Châu cho biết, lở đất xảy ra bất ngờ vào ban đêm nên người dân không kịp chạy thoát thân. Ngôi làng trở nên hỗn loạn, bờ kè đều bị sập, lũ quá mạnh, có hơn 80 ngôi nhà bị sập. Tất cả các trường học ở Đa Di Ẩn đều bị phá hủy nên học sinh không thể đến lớp.
Anh Quang đến từ Da Cien, hiện đang làm việc trong quận. Anh cho biết, những người mất tích có rất ít cơ hội để sống sót và số người chết sẽ còn tăng lên. Ông Quang ở thị trấn Đại Y, huyện Quang Mô, tỉnh Quý Châu nói, đất ở huyện Quang Mô đã chất đống rất cao và chúng tôi cố gắng hết sức để giải cứu những người bị mắc kẹt trong những ngày qua. Cô Ly ở Tông Chen Country, Cien Ninh, Hubei cho biết rất nhiều ngôi nhà đã bị sập ở đây, phía chúng tôi đang rất nghiêm túc. Nước và điện chỗ chúng tôi đều đã ngừng hoạt động. Feng Songfeng, người sáng lập tổ chức bảo vệ môi trường đã chỉ ra nguyên nhân của trận lụt. Feng Songfeng cho biết, việc phá rừng rất nghiêm trọng ở Trung Quốc, hạ lưu sông Dương Tử cũng đang bị tàn phá ở Sanning, Huanggang và Hồ Bắc. Nơi sạt lở đất có nhiều cây lớn bị chặt dẫn đến sạt lở đất mới. Theo thống kê chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày Chủ nhật, trong số 154 người chết, trong đó ở Giang Tây 23 người, ở Hồ Bắc 39 người chết và 10 người mất tích, ở Hồ Nam 50 người chết và 21 người mất tích, ở Quý Châu 24 người chết và 32 người mất tích, ở Trùng Khánh và Tân Cương 18 người chết và 8 người mất tích. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.